lịch biển nổi tiếng của miền Bắc Việt Nam thuộc phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đường bờ biển Bãi Cháy nằm song song vịnh Hạ Long, với địa hình phần đất liền đa số là đồi núi thấp, chạy thoai thoải về phía biển. Bãi cát dài và rộng, nằm đan xen là những khách sạn, những biệt thự nhỏ kiến trúc riêng biệt. Bãi tắm Bãi Cháy thu hút rất đông du khách vào mùa du lịch biển. Windham Region Hạ Long, điểm nhấn nổi bật của quần thể các khách sạn lưu trú cao cấp tại khu vực Bãi Cháy Hạ Long, với vị trí đặc biệt thuận lợi, nằm trên đường bờ biển Bãi Cháy, tầm nhìn tuyệt đẹp ra vịnh Hạ Long và cầu Bãi Cháy, dễ dàng đi đến các điểm du lịch xung quanh. Windham Legend Hạ Long gồm 22 lầu với 217 phòng lưu trú sang trọng và đẳng cấp, được thiết kế rộng rãi và trang bị hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu. Các dịch vụ đi kèm đẳng cấp, khách sạn Windham phù hợp với mọi nhu cầu lưu trú trong những chuyến công tác hay kỳ nghỉ dưỡng của bạn. Windham Legend Hạ Long gồm 3 nhà hàng sang trọng, phục vụ cho nhu cầu thưởng thức ẩm thực, tiệc cưới, liên hoan, tiệc họp mặt, với những phong cách ẩm thực đa dạng, bao gồm các món ăn phong phú đến từ khắp châu Á, châu Âu, cũng như các món ăn đặc sản của Việt Nam, hứa hẹn mang đến cho thực khách những trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời. Với tiêu chuẩn 5 sao, Windham Legend Hạ Long mang đến cho bạn những tiện ích tuyệt vời. Hồ bơi mở được thiết kế khéo léo nhìn ra toàn cảnh vịnh Hạ Long, vừa sang trọng vừa hòa quyện với thiên nhiên. Phòng tập gym với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, quầy bar là nơi lý tưởng để thưởng thức những món cocktail thượng hạng và đồ ăn nhẹ ngay trong lúc hoàng hôn buông xuống trên vịnh. Bạn hãy thử một lần đến với Bãi Cháy, trải nghiệm cảm giác đi trên cây cầu bắc qua eo biển, bước chân trần trên nền cát và để sóng đập vào chân mà như vỗ về. Và hãy đến nghe những câu chuyện của Bãi Cháy, của Hạ Long để tìm hiểu thêm về một thắng cảnh, hiểu thêm về đất nước Việt Nam.